Rồi thì hi, hello, bên chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với Volleyball BCT của Bang. Xin giới thiệu với mọi người, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 12 tháng 3 năm 2021 theo lịch dương. Và hiện tại lúc này là khoảng 10 giờ trưa ngày thứ 6 và Bang đang chơi với bé gái nhóc thứ hai của Bang, Susu đang nghịch đặt ở đây. Hai bố con tháng hôm nay thì Bang phải trông bé để cho mẹ nó bán hàng. Thì tranh thủ thời gian rảnh rỗi này thì mẹ cũng lên video này để chia sẻ và gửi đến anh em một vài thông tin về những giải sắp tới, đặc biệt là vào chủ nhật tuần này, ngày 14 tháng 3 năm 2020, tại cụ thể là đền Trung Tín, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh, sẽ diễn ra giải bóng chuyền rất được chờ đợi, giải bóng chuyền 44 tranh cúp đền Trung Tín năm 2021 với sự góp mặt của 8 đội bóng tham gia. Và cũng rất là may mắn thì đang được một vài anh em, đặc biệt là em Thanh bên ban tổ chức đã có lời mời về đấy để tác nghiệp giải đấu này. Cũng rất là vui và cũng rất là vinh dự cho bản thân em, và cũng xin cảm ơn em Quyền Thanh cùng một vài các em ở Cát Lộc Hà Tĩnh như Huy Linh, Sport thì cũng đã có lời mời để gửi đến Bang, và Bang cũng đang cố gắng thu xếp công việc để đến Cát Lộc vào ngày chủ nhật tới để live giải đấu này cho mọi người xem, và để tiện hơn cho mọi người có thể đặt lịch cũng như dành thời gian để lên kênh ủng hộ cho Bang thì Bang cũng xin thông qua và chia sẻ đến anh em một vài thông tin liên quan đến giải đấu này. Thì theo như tìm hiểu của Bang thì ở giải đấu này thì sẽ có 8 đội bóng tham gia và 8 cái tên đó cụ thể như sau. Và giải đấu này cũng không giới hạn số lượng vận động viên của các tỉnh khác, có nghĩa là cứ có tem 4 thì đăng ký tham gia. Và cụ thể thì ngày hôm nay thì ban tổ chức đã chốt được 8 đội bóng tham gia, gồm có thứ nhất là FC Cua Gạch Kỳ Anh, có thể là đấy là FC với những Pháp Anh và các chàng phủi Hà Tĩnh. FC thứ hai là Kiên In, FC thứ ba là Sông Quê Thạch Hà, FC thứ tư là Trẻ Hà Tĩnh, và FC chủ nhà đền Trung Tín có Chiêu Tà Cán Lộc, có vật liệu xây dựng Toàn Thắng ở Nghi Xuân, và có đội tuyển bóng chuyền FC Trẻ thành phố Hà Tĩnh. Và như vậy là 8 cái tên vừa rồi thì Bang vừa gửi đến cho mọi người những cái tên tham gia ở giải 44 chủ nhật tuần này. Và cũng theo như nắm bắt của ban tổ chức thì giải sẽ chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất vào ngày chủ nhật thôi, và hứa hẹn sẽ là một giải đấu rất hấp dẫn quay trở lại ở Hà Tĩnh sau rất nhiều thời gian phải trì hoãn bởi dịch Covid. Rất là đáng tiếc, rất nhiều hội làng, đặc biệt là các hệ thống giải ở Yên Thành và ở miền Bắc đều không thể diễn ra. Và thời gian này thì dịch cũng đã tương đối ổn định, và có lẽ là thời gian này thì hội làng sẽ quay trở lại nhiều hơn, để Bang cũng có nhiều thời gian thu xếp để gửi đến cho mọi người nhiều giải đấu hay hơn. Và vừa rồi thì Bang vừa giới thiệu đến mọi người giải đấu mà Bang đang có ý định để đi tác nghiệp cho mọi người xem. Thông tin về các vận động viên ngôi sao tham gia giải đấu này thì còn rất nhiều sự bổ sung, bởi vì hôm nay mới là ngày 12 nhưng giải đến 14 thì giải mới diễn ra. Những cập nhật của ban tổ chức gửi cho Bang thì ngoài dàn phủi Hà Tĩnh, rất nhiều vận động viên ưu tú như Phạm Anh, Thắng Con, Cường Hải,
Đoàn Thanh Lam, Dũng Nhỏ, Thanh Thanh, Nguyễn Thanh Thanh, Huy Linh và rất nhiều tài năng trẻ khác, thì cũng có một số những cái tên họ của bóng chuyền Nghệ An cũng như bóng chuyền miền Nam và bóng chuyền miền Bắc, cụ thể như Huy Con Hải Phòng, ông vua hồi làng Thạch Đen, có Thái Nguyên, có cây chuyền hai anh Đình Luân, có chuyền hai Bảo Trung của K20, đều là những cái tên rất đáng được chờ đợi và cùng xin chia sẻ với mọi người. Giải đấu này được tổ chức tại huyện Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh, thì mọi người dễ dàng có thể hình dung ra được Can Lộc là quê hương của một vận động viên rất được yêu mến trên volleyball và cũng như bóng chuyền hồi làng cũng như chuyên nghiệp của Việt Nam chúng ta. Vận động viên chủ công của đội tuyển sở Hà Tĩnh mang áo số 05. Nhắc đến số áo 05 thì mọi người đã dễ dàng nhận ra được đó là Ben đang muốn nói đến người nào rồi đấy. Vâng, đó là chủ công Lê Văn Thành. Lê Văn Thành sinh ra ở Can Lộc và giải đấu này diễn ra trên chính quê hương của Văn Thành. Và hiện tại thì theo lịch Ben biết được thì đội tuyển sở Hà Tĩnh cũng sẽ tham gia giải Cúp Hoa Lư Bình Điền vào cuối tháng 3, cho nên toàn đội đã lên đường đi tập trung vào, cụ thể là vào ngày hôm nay thì có vẻ như là đã lên đường tập trung, và hy vọng là Văn Thanh vẫn có thể xin phép và ban lãnh đạo câu lạc bộ bóng chuyền sở Hà Tĩnh để ở lại thêm một ngày để cùng quê nhà tham gia giải đấu trên chính quê hương của mình. Và theo như tìm hiểu và nói chuyện của Ben với Văn Thanh thì Văn Thanh cũng đang rất cố gắng để thu xếp thời gian để ở lại với giải đấu này một ngày, rồi sau đó mới cùng toàn đội đi tập huấn cho giải Hoa Lư. Hy vọng là giải đấu này thì Văn Thanh vẫn sẽ góp mặt. Thì Ben cũng chưa dám chắc chắn về sự có mặt của Văn Thanh, nhưng theo như nhiều anh em thì khả năng Văn Thanh có mặt là cũng tương đối tốt. Rất tiếc là nếu như không có đợt tập trung này thì những mỏ hồng hay Đức Hành chắc chắn cũng sẽ không thể bỏ lỡ giải đấu này. Và như vậy là Ben vừa thông tin đến tất cả mọi người giải bóng chuyền Đền Trung Tín Quang Lộc Can Lộc Hà Tĩnh để cho mọi người nắm bắt và theo dõi đón xem. Hôm nay là thứ sáu và chiều ngày mai ngày thứ bảy thì Ben sẽ chính thức bắt đầu lên đường. Vị trí từ Anh Sơn của Ben và cụ thể là chỗ Ben ở qua đến Can Lộc thì cũng khá là xa xôi, hơn 120 km. Hy vọng là mọi điều thuận lợi để Ben có thể gửi đến cho mọi người giải đấu 44 của Đền Trung Tín, huyện Quang Lộc của xã Quang Lộc của huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh cho mọi người xem. Mọi người thấy hay, yêu mến thì đừng quên cho Ben một like, một share, đặc biệt là một đăng ký kênh để cho Ben có thật nhiều động lực đi được nhiều nơi hơn và cụ thể là mang đến cho mọi người nhiều giải đấu hồi làng cũng như nhiều giải đấu hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Thì cũng rất là vui bởi vì hiện tại thì channel YouTube Volleyball BCT bóng chuyền hồi làng của Ben cũng đã hơn 30.000 sắp rồi. Cảm ơn sự đồng hành yêu thương và quan tâm của tất cả mọi người suốt thời gian qua. Cũng rất là muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm cho cột mốc đáng nhớ này, nhưng mà thứ nhất là cũng ít khi được gặp mọi người ở trên live, cho nên Ben cũng chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người sức khỏe, may mắn và an lành trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người ở Quang Lộc, Can Lộc ngày Chủ nhật tới 14 tháng 3 năm 2020. Một lần nữa xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.